Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Là một trong những nhân vật chính của series The God of High School, cùng với Jumira và Shinmori tạo nên biệt đội máu liều nhiều hơn máu não, cân mọi thể loại từ con người đến thánh thần, càn quét mọi phụ bản từ nhân gian đến tiên giới. Han Dae-hwi, một thanh niên xuất thân bình thường nhưng đã viết nên những trang sử vô cùng phi thường trong thế giới The God of High School. Ngày hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về vị Ngọc Hoàng này nhé anh em. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống karate, từ nhỏ Dae-hwi đã được luyện võ và nhanh chóng thể hiện sự bá đạo khi sẵn sàng đấm võ mõm bất kỳ thanh niên nào, mặc áo LV đầu cắt moi, mở miệng là xin tên địa chỉ. Một cô cha mẹ, Dae-hwi chỉ còn người chị gái nhỏ nhắn dễ thương là người thân duy nhất trên cõi đời. Có lẽ vì những vết khuyết trong tình cảm gia đình ấy mà Dae-hwi thường tách biệt với mọi người. Nói cách khác, bò điên trong quá khứ là phiên bản cô độc và lạnh lùng hơn bây giờ rất nhiều. Với võ công cao cường lại bonus thêm cái tính bất cần đời, cộng thêm có bà chị là võ sư bảo kê hạng nặng thì không có hiểu khi Dae-hwi từng làm giang hồ trường trung học, từ lớp 1 đến lớp 5 không sợ bố con thằng nào. Bên cạnh đó, trước khi bị Jinmori dụ dỗ và bị Mira cưa đổ, Dae-hwi từng có một chuyện tình thụ, ăn nhầm tình bạn vô cùng đẹp với Seong-tae. Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức vì Seong-tae, Dae-hwi từ bỏ con đường giang hồ để trở thành phụ hồ. Với triết lý tha phụ người chứ quyết không để người phụ mình, khi cắm đầu vào làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho người bạn. Dù tích cực chạy sâu, tuy nhiên chỉ với công việc part-time thì thật khó để chi trả khoản tiền viện phí đắt đỏ, và đó cũng chính là lý do khiến Dae-hwi tham gia The God of High School. Với tên án vì đàn ông bất chấp mọi thứ trong quá khứ, chẳng có hiểu sau khi Seong-tae mất đi, Dae-hwi lại cuồng Mori đến thế. Cái này là tớ cà khịa thôi chứ thanh niên này là trai thẳng nha anh em, chẳng qua là vì cậu ấy sống quá tốt với bạn bè mà thôi. Là người cô độc và rất lười kết bạn, nhưng xuyên suốt series The God of High School, Dae-hwi cũng có tới 4 người bạn thân thiết và coi họ như gia đình, gồm Seong-tae, Jinmori, Jumira và Huimori. Đối với Jinmori, họ có một tình bạn rất đẹp. Chẳng phải ngẫu nhiên giang hồ hay đồn đại Dae-hwi là trong thẳng có cong, khi mà anh luôn có một sự gắn kết vô cùng chặt và đặc biệt với Jinmori. Sự gắn kết ấy lớn đến mức nhiều lần Dae-hwi đã bất chấp tính mạng của mình vì người anh em. Sau sự kiện Ragnarok, Dae-hwi đã dành 17 năm để rong ruổi tìm kiếm Mori, và hiện tại họ đang cùng nhau tìm cách hạ gục Park Mubong như một sự trả thù vì đã giết ông nội của Mori. Còn đối với Mira, mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là tình anh em, tình đồng chí nữa, mà họ đã thực sự yêu nhau. Đó là một tình yêu nhiều gian truân. Vâng, dù thế nào đi nữa thì Mira cũng đã tìm được cho mình một hạt giống tốt rồi. Khác với tính cách ngây thơ vô số tội của Jinmori và cô nàng dự báo thời tiết sáng nắng chiều mưa Mira, Dae-hwi là một người đàn ông đích thực, đẹp trai, luôn bình tĩnh, khéo léo trong xử lý và phân tích tình huống, đặc biệt là có rất nhiều tài lẻ như làm việc nhà và nấu ăn rất ngon. Anh chàng cũng đánh cờ rất giỏi, khi từng thắng tuyệt đối Ngọc Hoàng trong 3 ván cờ. Tóm cái vãi lại là ngoài học rốt ra thì anh chàng này là một chàng trai hoàn hảo đấy anh em. Cũng vì vậy mà Dae-hwi không những thu hút sự chú ý của chị em phụ nữ phụ lão, mà cậu cũng lọt vào mắt xanh của Ngọc Hoàng Ok Wang khi ông nhiều lần tuyên bố rất thích Dae-hwi. Từ thuở còn thích đi sờ mông các bạn nữ, Ngọc Hoàng đã nhiều lần khuyên nhủ cu cậu rút lui khỏi trận chiến với chính ông ta để bảo toàn tính mạng. Nhưng rất tiếc đánh cờ thì toàn thua, mà lời khuyên của vị vua thiên giới cũng bị từ chối một cách phũ phàng. Cũng vì có mối lương duyên như vậy nên trước khi chết, Ok Wang đã đến nơi đặt thi thể của Dae-hwi và phong tước Ngọc Hoàng, đồng thời trao cho cậu sức mạnh trí tuệ của hiền nhân. Han Dae-hwi sau khi có được sức mạnh của trí tuệ huyền nhân đã trở thành Ngọc Hoàng và thủ lĩnh của North, đồng thời anh trở thành vua của loài người để tiến hành ký kết hiệp ước hòa bình sau đại chiến Ragnarok cùng với vua của quái thú Jinmori và vua của thiên giới Satan 366. Với sức mạnh có thể nhận định Dae-hwi rất mạnh. Anh mạnh đến mức đỡ được cú đấm của thần Zeus trong khi những người khác đều bị thổi bay, tốc độ, sức bền và đặc biệt là khả năng phân tích tình huống vô cùng sắc bén. Là người tham gia God of High School với tư cách đại diện cho trường phái Full Contact Karate, không những thành thạo võ thuật mà Dae-hwi còn tự sáng tạo ra các chiêu thức mới, dựa trên 4 tư thế gốc của Karate để đánh bại tân Taekwondo, với tên gọi là Vũ Điệu Tứ Tượng, gồm 4 chiêu thức được đặt tên theo tứ tượng, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, và một chiêu Vũ Điệu Tối Thượng được kết hợp và tận dụng từ 4 chiêu thức trên. Kỹ thuật này khi phát huy hết công suất được đánh giá là có thể so sánh với sức mạnh phá hủy một ngọn núi đôi. Ngoài ra, mặc dù chủ yếu sử dụng Full Contact Karate, Han Dae-hwi cũng sử dụng một số kỹ thuật từ các môn võ thuật khác như đấm bốc, kể cả là đấm bốc bẩn.
Sau khi nhận được con mắt phải từ Ngọc Hoàng, quyền lực của ông ta cũng được chuyển sang Dewey. Với trí tuệ của hiền nhân, thanh niên này sở hữu những khả năng vô cùng bá đạo như có thể khôi phục hoặc hồi sinh các khu rừng đã chết, tái tạo lại trang phục, tay chân hoặc chữa bệnh cho người khác. Ngoài ra, sức mạnh này cho phép cậu điều khiển 4 lực cơ bản chi phối thế giới, gồm lực hấp dẫn, lực điện tử, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Giống như Ngọc Hoàng trước đây, Hanegui có thể sử dụng không giới hạn các lực khác tồn tại trên thế giới như lực quán tính, lực ma sát, lực gia tốc và lực hút. Dù còn non kinh nghiệm và thiếu sức mạnh thể chất do không được thừa hưởng cơ thể hiền nhân, nên anh thường mất nhiều sức khi sử dụng những kỹ năng trên, cũng như kém hiệu quả hơn so với Ngọc Hoàng tiền nhiệm. Tuy nhiên, với khả năng IQ vô cực của mình trong môn vật lý, Dewey đã nhanh chóng thành thạo các thao tác lực cơ bản ở trình độ thượng thừa. Để hình dung cái mức độ bá đạo của thanh niên, thì anh em cứ nghĩ đến việc Dewey có thể ném các hành tinh lại với nhau. Dù chưa thành thục nhưng đã có thể ném những hành tinh có kích thước bằng sao hỏa hoặc bãi cong không gian để hướng các đòn tấn công đến nơi khác, hay sử dụng khả năng điều khiển lực hạt nhân để tạo ra các quả bom hạt nhân, hoặc dùng lực quán tính để búng một viên sỏi bay với tốc độ âm thanh tiêu diệt đối thủ trong chớp mắt. Ngoài ra, Dewey còn thừa hưởng một báu vật quốc gia là áo choàng hiền nhân, thuộc tầm level Mask bảo kê cơ thể, có thể chặn hoàn toàn các cuộc tấn công của nhiều vị thần một lúc. Chiếc áo choàng này dường như có một ý thức riêng, khiến Dewey nghĩ rằng nó muốn được chủ nhân mặc vào. Trái ngược với vẻ ngoài ngầu loi của Dewey thì thức thần của anh lại là một con vật ngáo ngơ và đầy hài hước, đó chính là Haythay. Có một sự thật khá thú vị là Haythay không phải là thức thần mà Dewey muốn, bởi trong quá trình luyện tập thức thần, cậu đã từng rất muốn sở hữu Choi Bedan, người sáng lập nên trường phái Kyokushin Karate, một lưu phái thuộc dòng Full Contact Karate. Tuy nhiên, thức thần này đã có người sở hữu, vì vậy Dewey đã chọn đại Haythay. Khi nhìn thấy bức vẽ ngoài đường với lý do Haythay là sinh vật Seoul, cũng là đại diện cho thành phố của đội. Ngoài ra, con Haythay này cũng chỉ là một con non và nó trưởng thành theo thời gian cùng với Dewey. Trong một lần đến tiên giới, Haythay đã dắt Dewey đến gặp mẹ ở động Haythay để xin vài lít nước miếng nhằm chữa trị cho đồng đội, cũng như nhờ nó giúp đỡ trong trận đại chiến Ragnarok. Bên cạnh 4 người bạn thân thì Dewey cũng đặc biệt có duyên nợ với Q, người đã mời cậu tham dự giải đấu God of High School. Từng có khoảng thời gian Dewey cần sự giúp đỡ của Q để luyện tập sử dụng Chariot. Đổi lại, D sẽ nấu ăn cho Q. Đó là một trong những khoảng thời gian sung sướng nhất trong cuộc đời của giám khảo này, bởi chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc, còn được ăn những món ăn ngon hơn cả trong nhà hàng đắt tiền. Thời gian thấm thoát trôi đi, những tưởng Q đã bán mối kiếm tiền nuôi thân, thì 17 năm sau Ragnarok. Và một ngày đẹp trời, Dewey phát hiện ra Q đã kết hôn với chị gái của mình. Khi đó, cậu đã bực bội đến mức tăng trọng lực nhân 1.000 lần lên Q. Tuy vậy, gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền, dù không muốn thì Dewey cũng đành ngậm ngùi trở thành em trai của Q. Chưa hết 16 năm sau khi ký kết hiệp ước hòa bình giữa tam giới người thần và quái vật, Dewey đã trở thành một thành viên trong Thunderstreet cùng với anh rể thẩm phán tỷ phú Q. Dù rất muốn dứt tình từ sớm chia tay bớt đau khổ với Q, nhưng thực sự họ giờ gần như không thể tách rời nữa rồi. Trở thành tân lục tọa và được xưng tụng là hiền nhân phương Đông, Dewey nắm trong tay lực lượng tàn dư của Ngọc Hoàng tiền nhiệm và cùng với 5 người còn lại trong tờ suýt duy trì cân bằng thế giới. Vậy hiện nay cậu đang cùng với Jin Mori khuynh đảo giang hồ nhằm tiêu diệt Park Mo Bong, kẻ đã giơ tay giết chết Jin Tae-jin. Trên đây là top 5 sự thật thú vị và đầy đủ những thông tin nổi bật về Han Dewey trong The God of High School. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.